Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập số 42, kiểm tra xem mạng A có đối xứng không. Nếu như có thì trả về 1, và nếu như không thì trả về 0, đấy, trả về số 0 đấy. Rồi, ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để cho các bạn hiểu như thế nào thì gọi là một cái mạng đối xứng. Rồi, ở đây mình cho một cái mạng A4 này, tức là cái mạng số nguyên gồm có 4 phần tử là trừ 1, 3 và 3, trừ 1 đúng không ạ? Thì đây được gọi là một cái mạng đối xứng. Vì sao là như vậy? Vì khi ta so sánh cái mạng cái phần tử đầu tiên này và cái phần tử cuối cùng thì nó có giá trị bằng nhau đúng không ạ? Và tương tự như thế, khi chúng ta tiếp tục so sánh cái phần tử thứ hai này này và cái phần tử đứng trước cái phần tử cuối cùng đấy thì nó sẽ cho cái cùng một cái giá trị đấy, tức là hai cái giá trị nó bằng nhau đúng không ạ? Đấy, thì như vậy thì người ta gọi là cái mạng đối xứng đúng không ạ? Còn với trường hợp ngược lại thì họ sẽ thì được cho là cái mạng không đối xứng. Ở đây mình cho một cái mạng B đây, cái phần tử đầu tiên là 1 nhưng cái phần tử cuối cùng là -1 đúng không ạ? Đấy, các bạn sẽ thấy thì cái phần tử 1 và -1 không thể bằng nhau đúng không ạ? Nên là nó không thể là cái mạng đối xứng được đấy. Như vậy thì các bạn cũng đã hiểu là như thế nào được gọi là cái mạng đối xứng rồi đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi vào cái công việc viết code cho cái chương trình để giải bài tập này. Thì đầu tiên mình đã chuẩn bị sẵn một số cái bước cơ bản như sau. Đầu tiên mình khai báo thư viện này, sau đó nhập mạng này, viết hàm nhập mạng này và viết hàm xuất mạng này, đúng không ạ? Đấy, đây là những cái bước cơ bản khi chúng ta làm việc với mạng. Đầu tiên thì cái thư viện này thì mình khai báo một số cái thư viện như là Ethereum này và Corneo này, Mat này và định nghĩa một cái max có độ lớn là 100. Ở đây mình dùng cái hàm void để nhập mạng đúng không ạ? Nhập mạng thì chúng ta đầu tiên nhập cái số phần tử của nó đúng không ạ? Mình chỉ nói sơ qua thôi ạ, vì cái phần này nó là quá là quen thuộc với chúng ta và mình đã làm rõ ở những cái bài tập trước rồi. Rồi, cái phần nhập mạng này thì chúng ta cần phải nhập cái số phần tử cho nó này. Sau đó kiểm tra xem cái số phần tử nó đã hợp lệ chưa này. Nếu chưa hợp lệ thì quay trở lại nhập tiếp này. Đấy, bằng cái câu lệnh go to này. Và sau khi nó đã hợp lệ rồi thì chúng ta đi vào cái vòng lập for này để chúng ta bắt đầu nhập cái giá trị cho cái mạng này. Và sau khi đã nhập xong giá trị của mạng thì sẽ xuất cái mạng đó ra này. Đấy. Xuất mạng ra thì bằng cái câu lệnh for này, print này, đúng không? Bằng cách sử dụng cái vòng lọc for này, đấy, với cái bên chạy y này, và sau đó in ra này. Rồi, sau khi đã xuất mạng thì mình sẽ làm đến cái hàm để kiểm tra, đúng không? Theo yêu cầu của bài này là kiểm tra đối xứng luôn. Mình sẽ đặt tên cho nó là kiểm tra đối xứng luôn. Đấy. Vì cái hàm này mục đích là để kiểm tra cái đối xứng ạ. Theo yêu cầu bài toán thì nếu như nó đối xứng thì trả về 1 và nếu như không đối xứng thì trả về 0 đúng không ạ? Cho nên là mình sẽ dùng kiểu integer là kiểu dữ liệu trả về cho cái hàm kiểm tra này. Kiểm tra đối xứng. Rồi ok. Đây thì mình cũng cần phải khai báo cái A này và cái N này. Rồi trong cái hàm kiểm tra đối xứng này thì mình cần phải làm gì? Mình sẽ khai báo một cái biến gọi là cái biến kiểm tra, mình ký hiệu là KT, bằng, mình khởi đầu giá trị ban đầu cho nó là bằng 1, sẽ sử dụng một cái vòng lập for. Trong vòng lập for này thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ dùng một cái biến chạy y này, khởi tạo giá trị ban đầu cho nó bằng 0. Và y bé n, điều kiện của nó là bé n và y cộng cộng. Trong cái vòng lập for này thì mình làm gì? Ở đây mục đích của mình là nếu như nó đối xứng thì trả về 1 đúng không ạ? Đấy. Như vậy là, và khi mà nó không đối xứng thì trả về 0 đúng không ạ? Và mình đã khởi tạo giá trị ban đầu cho nó là bằng 1 đúng không ạ?
và nó nằm ngoài vòng for đúng không ạ? Thì trong cái vòng for này thì mình sẽ phải làm cái việc để cho nó trả về giá trị và kt bằng 0. Tức là gì? Tức là trong vòng là for này thì mình sẽ làm thế nào cho nó trả về giá trị bằng 0. Tức là nó sẽ là một cái không đối xứng. Đấy. Theo như yêu cầu của bài. Và để kiểm tra nó thì mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if không đối xứng, thì mình sẽ làm như sau. Nếu như mà cái phần tử AI đấy, nó không bằng tức là nó khác đấy. Các bạn dùng cái toán tự so sánh như sau. Đấy, chấm than bằng tức là nó không bằng đấy, khác đấy. Khác cái phần tử số thứ n trừ y trừ 1 đúng không ạ? Đây là cái dạng tổng quát của nó. Ví dụ như đây y bằng 0 đúng không ạ? Thì nó sẽ so sánh với cái phần tử cuối cùng của cái mạng đó, y bằng 0. Thì ở đây thì nó sẽ so sánh với cái phần tử n trừ 1 đúng không ạ? Thì nó rõ ràng là nó đối xứng đúng không ạ? Đấy. Vì phần tử an trừ 1 chính là cái phần tử cuối cùng của cái mạng an. Đấy. Và phần tử a0 là cái phần tử đầu tiên của cái mạng an đúng không ạ? Rồi ok. Và trong cái lồng câu của lệnh if này thì mình sẽ làm gì? Đấy. Khi mà cái giá trị AI này nó khác cái giá trị đối xứng với nó thì cái biến KT lúc này nó sẽ được gán bằng 0. Và cùng với đó thì sẽ dùng với câu lệnh break luôn. Tức là nó sẽ không thực hiện cái vòng lặp nữa. Nó sẽ thoát ra khỏi vòng lặp luôn ạ. Và cho ra cái kết quả KT này luôn ạ. Đấy. Và cái return cuối cùng thì mình sẽ trả về cái giá trị là biến KT. Rồi. Tức là gì? Nó sẽ trả về giá trị của cái biến hàm kiểm tra đối xứng này, nó sẽ trả về giá trị là giá trị của cái biến KT này. Tức là nó sẽ bằng 1. Khi mà nó là cái hàm cái mạng đối xứng và nó sẽ bằng 0 khi nó không phải là cái hàm đối xứng. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào cái hàm main. Trong hàm main này thì mình cần phải khai báo n này. Sau đó là cái biến cái mạng A này với cái độ lớn cực đại của nó là max này. Rồi, sau đó sẽ cần phải gọi cái hàm nhập mạng này. N này. Sau đó sẽ là cái hàm xuất mạng này. Rồi, sau đó tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải khai báo một cái biến gọi là biến kết quả. Và giá trị của nó thì sẽ được bằng giá trị trả về của cái hàm kiểm tra đối xứng. Đấy sẽ là A và N. Rồi. Và đây thì nó sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là nó trả về kết quả là 1 và hai, tức là một là nó trả về không có số chẵn và hai là nó sẽ trả về cái trường hợp có số chẵn đúng không ạ? Bây giờ thì mình sẽ làm một câu lệnh if để chúng ta có thể in được ra những cái dòng lệnh đó. Đấy. Nếu như mà cái giá trị cái kết quả này nó bằng 1, tức là nó trả về có giá trị bằng 1 thì tức là nó là mạng đối xứng đúng không ạ? Thì mình sẽ in ra cái dòng lệnh là mạng đối xứng. Đấy. Còn không thì tức là nếu thì á L này. Tức là nó sẽ ngược với cái if ở bên trên này, tức là cái kết quả bây giờ nó sẽ không bằng 1. Thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ in ra cái câu lệnh dòng chữ là mạng không đối xứng. Đấy. Và cuối cùng thì mình sử dụng cái câu lệnh get và return để kết thúc ạ. Rồi.
Như vậy là mình đã viết xong cái code cho cái bài tập này. Và bây giờ mình sẽ chạy để kiểm tra xem. Như vậy là đã không, chương trình nó không báo lỗi đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ nhập cái số phần tự cho nó là 5. Và mình sẽ là nhập 1, 2 và 3. Đầu tiên mình sẽ kiểm tra xem nó có đối xứng hay không. Nên là mình sẽ nhập là 2 và 1. Đúng không ạ? Thì nó đã in ra là mạng đối xứng đúng không ạ? Vì sao lại mạng đối xứng? Thì nó đã, nhìn các bạn có thể nhìn vào đây. À, cái mạng này gồm có các phần tự là 1, 2, 3 và 2, 1 đúng không ạ? Nhìn vào đây thì các bạn có thể dễ dàng nhận biết được đó là mạng đối xứng đúng không ạ? Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ thử với cái trường hợp mà mạng không đối xứng. Đây. À, mình sẽ nhập là 5. Và đây sẽ mình sẽ nhập bất kỳ. Đấy, thì nó đã in ra cái dòng chữ là mạng không đối xứng đúng không ạ? Rồi, như vậy là đúng với cái lý thuyết lúc nãy mà đầu bài mình đã đưa ra. Rồi, các bạn có thể kiểm chứng lại 1, 2, 3, 5, 6 đúng không ạ? Không có cái giá trị nào bằng nhau và cái giá trị đầu không bằng cái giá trị cuối này. Đấy, như vậy là nó đã không đối xứng đúng không ạ? Rồi, thì trên đây là cái bài tập chúng để kiểm tra mạng, xem thử là cái mạng đó có đối xứng hay không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.